Hoa Nhung, bạn trai Quốc Tịnh Y gây thất vọng vì diễn xuất vô cảm. Trái ngược với nhan sắc tiên khí, nam chính mời đóng cùng Quốc Tịnh Y bị chê diễn xuất. Kể từ khi lên sóng, bộ phim cổ trang Hoa Nhung đánh dấu sự trở lại của Quốc Tịnh Y sau 2 năm vắng bóng, đã đối mặt nhiều tranh cãi. Bên cạnh diễn xuất chưa có sự tiến bộ của nữ chính thì bản diễn của cô cũng thuộc hàng non nớt, khiến khán giả đánh mất cảm tình dù có vẻ ngoài vô cùng bắt mắt. Trong Hoa Nhung, Quách Tấn Thần đảm nhận vai nam chính Viêm Việt, con trai thiên đế và là sư tôn của nữ chính Ngụy Chi. Viêm Việt trong nguyên tắc vốn dĩ là nhân vật tài giỏi, song có chút lo xa và không phải lúc nào cũng đĩnh đạc. Đối với Ngụy Chi, anh đã dang rộng vòng tay thu nhận cô khi tất cả mọi người xem cô như điểm xui. Ở Viêm Việt có sự biến hóa cảm xúc, nhất là khi Ngụy Chi bị tổn thương. Tuy nhiên, trong phim Hoa Nhung, nam chính Quách Tuấn Thần chưa thể hiện được một Viêm Việt thú vị đa cảm. Do nam chính X bị chê không có cảm xúc, gương mặt lúc nào cũng đờ cứng cạnh Quốc Tịnh Y, nhất là khi cả hai đang sắp có cảnh hôn. Quách Tuấn Thần hoàn toàn không thể hiện được tình cảm thông qua diễn xuất. Nhiều khán giả đánh giá vai Viêm Việt của Quách Tuấn Thần có tiên khí, là nam chính đẹp nhất mà Quốc Tịnh Y từng đóng chung. Song năng lực diễn xuất của Quách Tuấn Thần không xứng tầm với tạo hình, vẻ ngoài nổi bật mà ekip đã dày công tạo dựng cho nhân vật. Sinh năm 1997, thuộc Quốc Tịnh Y 3 tuổi, Quách Tuấn Thần tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn của Bắc Ảnh. Sau đã bắt đầu diễn xuất từ năm 2015 trong siêu phẩm cổ trang hài Thái Tử Phi Thăng Chức Ký. Bên cạnh đó, anh còn từng góp mặt với vai phụ trong Thiếu Nữ Đoàn Phong có Dương Dương đóng chính. Tuy có ngoại hình ưa nhìn, nhưng vì diễn xuất có hạn, Quách Tuấn Thần không có nhiều cơ hội, chỉ đóng chính một số phim ngôn tình kém tiếng trước khi đồng hành với Quốc Tịnh Y trong bộ phim Hoa Nhung.